Đây là bảng giá của những thương hiệu điều hòa rất tiêu biểu trên thị trường và là giá bán ra của các đại lý chính hãng, nên nó hợp lý hơn rất nhiều so với giá bán lẻ của các siêu thị điện máy, ngay cả khi đã trừ hết các sản phẩm khuyến mại nếu có. Để được đảm bảo là hàng chính hãng thì nó rất là đơn giản. Tất cả các bộ điều hòa trên thị trường đều có số model và số seri rất rõ ràng, cho nên khi lắp đặt máy xong và vận hành, các bạn hoàn toàn có thể quét mã QR code hoặc là gọi điện về tổng đài của hãng để đăng ký bảo hành trực tuyến là xong. Không chỉ có mức giá cạnh tranh, tại công ty kỹ sư điện máy chúng tôi 100% những thành viên đều có quãng thời gian trải nghiệm thực tế và có những cái sự am hiểu về kỹ thuật nhất định, giúp cho việc tư vấn các bạn những sản phẩm có chất lượng và giá cả phù hợp với nhu cầu sẽ rất là nhanh chóng. Ví dụ, nếu bạn đưa ra một cái sản phẩm điều hòa là lắp cho phòng em bé đảm bảo không xảy ra hiện tượng viêm họng và viêm xoang, chúng tôi có thể lựa chọn được ngay. Bởi vì chúng tôi hiểu rất rõ cái việc viêm họng và viêm xoang nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm khuẩn. Vậy trên những bộ điều hòa nào, những bộ phận nào, chi tiết nào hay những kiểm định chất lượng nào để giải đáp được vấn đề này là chúng tôi hoàn toàn nắm được, chứ không phải chỉ ra một cách chung chung cảm tính. Ngoài việc tư vấn rất nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu thì tại công ty kỹ sư điện máy chúng tôi luôn tồn kho một lượng stock nhất định và sở hữu một đội ngũ lắp đặt kỹ thuật rất là hùng hậu. Hiện nay trên thị trường thì theo thống kê của các trung tâm bảo hành của các hãng thì có đến 70% những cái trường hợp sai hỏng trên thị trường không bởi chất lượng máy mà do kỹ thuật lắp đặt và sử dụng sai quy cách. Có những thợ mặc dù là rất cẩn thận nhưng bởi vì họ chưa hiểu sâu một điều gì đó khiến cho họ lắp đặt sai mà không biết. Nếu các bạn đang mua hàng tại kỹ sư điện máy hoặc là mua hàng tại một đơn vị khác như đang sử dụng điều hòa rồi thì trong suốt cái quá trình sử dụng, nếu bạn bỡ ngỡ vì vấn đề gì về sử dụng cho nó đúng quy chuẩn và để phát huy hiệu quả tối ưu, phát huy hiệu quả tiết kiệm điện, cũng như gặp bất kỳ vấn đề gì về sự cố bảo trì bảo dưỡng, mời bạn nhấc điện thoại và gọi điện trực tiếp cho chúng tôi. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết rất nhanh chóng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.